Mắt ta là chạy lo việc cho Chúa, Maria là ngồi với Chúa. Điều này đưa chúng ta tới thứ hai, đó là về vấn đề thể xác và tinh thần. Nhìn sâu hơn thì là Chúa Giêsu đang trên đường đi Jerusalem một lần cuối, và Ngài biết rằng đi Jerusalem là có lẽ sẽ chết thôi. Ngài có lẽ cảm nhận được điều này, đây là sứ mạng của mình, đi lên Jerusalem, và lên Jerusalem là thế nào cũng sẽ gặp họ giá mặt thôi. Nên Ngài buồn. Tới Ngài Martha vì tinh thần yếu hết. Chúa Giêsu đang trên đường thì phải lo cho của ăn cho Ngài, lo về thể xác cho Ngài. Nhưng mà Maria, người nào mà lo với Chúa thì mới cảm nghiệm được tâm tình mà Chúa đang đi. Ngài buồn, có dọn gì chó, có dọn gì dê, có dọn tiết canh, có dọn cái gì ra đi nữa. Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ, lòng buồn ăn có ngon đâu bao giờ. Thế vậy mà bao nhiêu người vẫn dọn một bữa tiệc thịnh soạn lên đỉnh, mời cha tới ăn, mời người khác tới ăn. Mà đôi khi người này tới họ có một tâm tình buồn, họ không muốn ăn của ăn thịnh soạn, họ muốn có một bữa ăn để tâm hồn, để chia sẻ. Nên mắt ta lo về thể xác cho, Maria lo về tinh thần chia sẻ với. Điều nào quan trọng hơn? Cả hai đều quan trọng, nhưng mà trong mỗi bối cảnh chúng ta nhấn mạnh một cách khác nhau. Ví dụ đang trong lễ mà một người xỉu thì chúng ta làm gì? Vội vàng mang máy di động ra lo, thế là gọi 911 trở đi liền, chứ không có đợi nước lễ rồi mới đi, không đợi lễ xong rồi mới đi. Xỉu lo là đưa đi liền. Việc bác ái đòi hỏi là ngay khi mình đang ở với Chúa là mình đã phải lo việc này, bởi vì bối cảnh đòi hỏi. Trong khi mình đang ăn nhậu với người bạn bè đang xem TV, đang bay hay football, tới giờ lễ là lo tinh thần với Chúa, là bỏ đi lễ liền, chứ không đợi là chưa hết cách đi rồi, chưa nhậu xong, chưa nói chuyện xong, chưa hết phim, chưa đi được. Mình dễ nói rằng chưa hết điều này rồi để chừng nào trang giảng xong rồi vô công sát. Nếu mà đang lễ mình có thể lo việc bác ái ngay tại chỗ 911 thì tại sao mình không đang lo tiền mà tới giờ lễ mình đi liền? Nên con người vẫn tìm nhiều cách để diễn giải, để tách ly hai việc này ra và nói rằng việc nào trọng hơn. Nó không dễ trong đời sống của chúng ta. Kính cha xứ, tôi vào bạn trẻ nhìn có hai điều này, một từ ngữ mà chúng ta thường dùng cho kích thích hôn nhân, đó là bất khả phân ly, không thể tách ly ly dị trong kích thích hôn nhân giữa hai người đã liên kết. Sự gì khi chúng ta liên kết con người không được phân ly, và chính điều này là điều khi chúng ta liên kết là mến Chúa yêu người, hai là một không thể phân ly ra được, mà con người vẫn tìm cách phân ly ra hai bên. Đó là hai bộ mặt của một đồng tiền, mà đôi khi mình chỉ nhìn một bộ mặt thôi, đôi khi mình còn cho nó là chống đối với mọi người. Chút xíu ở đây sau khi bài chia sẻ của tôi, như cha xứ vừa chia sẻ lúc đầu là chúng ta sẽ có bầu cử, mà cha xứ có nói là mỗi người chỉ bầu được một lần mà thôi. Điều này là giống như những mẹ mang là chỉ bầu một lần mà thôi. Người tin lành nói là mẹ bầu nhiều lần lắm, nhưng mà giống như mẹ mang là mà phân phối tôi nhận là mỗi lần nhận là phải đưa mẹ vào, tức là bầu được một lần mà thôi. Nhưng mẹ hôm nay bầu mai phải bầu, mà mẹ bầu giỏi lắm. Mẹ bầu là bao giờ bầu trong sự xin vâng. Nên những người được quyền bầu mà những người bị bầu hay là được bầu cử lên cũng trong tinh thần xin vâng như vậy, và mình làm trong nguyên lý chứ không làm theo luật, đừng làm theo luật, làm theo nguyên lý của sự sống, là mình Chúa yêu người, vì danh Chúa làm việc bác ái, mình xả thân. Họ có thể cho mình rằng mình làm việc lấy lê là ông không xứng đáng phục vụ, không xứng đáng, cũng không có linh mục nào xứng đáng cả. Nhưng mà đôi khi có một số người cho rằng mình đi ra như vậy là mình lấy lê hay mình lấy xanh, họ có thể nói. Nhưng vì mấy Chúa yêu người trong tinh thần này, và có lẽ mẹ dễ cho mẹ là bởi vì Chúa Giêsu vừa là con vừa là Chúa, nên mình yêu một người thì mình vừa yêu Chúa vừa yêu con, nó dễ lắm. Nhưng mà yêu vừa mình Chúa để yêu người trong một việc đôi khi nó khó. Nguyện xin Chúa mẹ Maria giúp cho chúng ta được biết mến Chúa yêu người trong sự tổng hợp của đời sống chúng ta. Và bây giờ chúng ta trong lễ bầu cử cũng xin Chúa thánh thần soi sáng cho chúng ta để những gì chúng ta làm đều làm vì danh Chúa.